Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phạm Minh Chính và Lưu Quang tranh nhau làm chuyện vặt, ngồi ghế cao nhưng tầm lại thấp. Vụ sạt lở tại đèo Bảo Lộc là do thiên tai, trong đó có một phần do nhân họa, mà đã là thiên tai thì ắt khó tránh được thiệt hại. Trong vụ lở đất này đã có thiệt hại về nhân mạng, đó là 3 cảnh sát giao thông và 1 thường dân. Đây là điều đáng tiếc và là điều thương tâm đối với gia đình các nạn nhân trên. Xã hội thông cảm và chia sẻ những mất mát này với gia đình của những người gặp nạn. Tể tướng lại lo chuyện của quan huyện. Được biết, để giải quyết vụ sạt lở này từ tận Hà Nội, ông Phạm Minh Chính đã ban chỉ đạo. Ra vậy, đã còn có ông Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng cũng đến tận hiện trường. Người đã bị vùi lấp thì xem như không còn khả năng sống sót. Việc giải quyết hậu quả tại thực địa là việc do chính quyền địa phương thực hiện. Bởi tai nạn này chỉ ở quy mô nhỏ, chỉ cần chính quyền thực hiện là đủ, không cần đến 2 người đứng đầu chính phủ phải trực tiếp ra mặt chỉ đạo. Có người cho biết việc huy động phương tiện cơ giới và các ban ngành để cứu nạn và khắc phục thiên tai là việc nằm trong tầm tay của chính quyền địa phương. Hơn nữa, họ ở tại địa phương nắm vững tình hình thực địa nên sẽ có hướng giải quyết phù hợp hơn. Một khi có trung ương nhúng tay chỉ đạo thì những quan chức địa phương lại không dám điều hành. Thay vì để cho chính quyền huyện toàn quyền xử lý và báo cáo lại thì lại xuất hiện ông Trần Lưu Quang tại hiện trường, khiến cho quan chức cấp tỉnh cũng phải có mặt và những quan chức này trở thành những kẻ bị sai vặt. Thật là lãng phí nhân lực kinh khủng. Trong quân đội, mỗi cấp bậc có một nhiệm vụ riêng. Một ông đại tướng không thể làm việc của một ông binh nhì được. Một tổ chức thì có trách nhiệm phân mình thì tổ chức đó mới có thể hoạt động tốt. Còn tổ chức mà ông sếp cao nhất luôn thọc tay vào mọi chuyện của cấp dưới thì nó thể hiện nhiều vấn đề. Chính quyền cấp trên đã tốn thời gian vô ích, bỏ việc lớn để lo việc nhỏ. Ngoài ra, khi sếp cao lo chuyện của lính lác thì người lính như bị trói tay trói chân vậy. Việc ông Trần Lưu Quang và ông Phạm Minh Chính đều ban ra chỉ đạo cho một sự việc thì rất lãng phí nhân lực của chính phủ. Khi ông Trần Lưu Quang đến hiện trường, thì mấy ông lãnh đạo huyện Đạ Oai, thành phố Bảo Lộc và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã bị biến thành tay sai cho ông Phó Thủ tướng. Trong khi đó, chính quyền thành phố Bảo Lộc và chính quyền huyện Đạ Oai thừa khả năng giải quyết công việc của mình. Trần Lưu Quang trực tiếp chỉ đạo thì sẽ biến thành lãnh đạo huyện và lãnh đạo tỉnh thành kẻ sai vặt. Thực ra mà nói, làm chính trị cũng cần lấy hình ảnh trước công chúng. Vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc gây chú ý toàn xã hội. Ông Trần Lưu Quang lặn lội đến tận nơi chỉ đạo, cũng là cách lấy hình ảnh mà thôi. Và cả ông Phạm Minh Chính cũng như vậy, cũng cho báo chí lên tiếng rằng mình có chỉ đạo công việc. Tuy nhiên, việc làm này khiến cho quan chức địa phương bị bó tay bó chân, không thể linh hoạt cho được. Làm cấp lãnh đạo của chính phủ cần lấy hiệu quả công việc làm trọng, chứ không phải lấy màu mè hình thức để mà xây dựng hình ảnh riêng cho mình. Nhìn bề ngoài thì có vẻ ông Thủ tướng và ông Phó Thủ tướng của Việt Nam lo cho dân. Nhưng nếu đặt câu hỏi rằng việc này có cần đến người cao nhất và thứ nhì của chính phủ chỉ đạo trực tiếp hay không? Việc chính quyền huyện làm được thì để cho quan chức cấp huyện thực hiện, chứ chính phủ nhảy vào để làm gì? Chả nhẽ chính phủ hết việc hay sao mà đến Thủ tướng cũng chỉ đạo từ xa, còn thêm cả Phó Thủ tướng đến trực chiến. Hai ông này đã giành lấy việc của ban quan huyện để làm hình ảnh cho bản thân mình. Đằng sau hình ảnh vì dân này là hình ảnh hai người đứng đầu chính phủ đang làm màu trước mặt dân chúng, đang cố sơn phết cái mặt nạ cho dân. Nếu nhà quản trị thì sẽ thấy ngay vấn đề trong cách làm của ông trưởng và phó của chính phủ. Thực chất, việc chỉ đạo công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả, quan chức địa phương làm tốt hơn quan chức trung ương. Bởi chỉ có quan chức địa phương mới nắm được các cơ quan, các cơ sở có thiết bị cần thiết và có nguồn lực ngay tại địa phương, có thể phục vụ công tác ứng phó thật nhanh và hiệu quả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Phạm Minh Chính và Trần Lưu Quang tranh nhau làm triệu vặt, ngồi ghế cao tầm lại thấp. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Công nghiệp Hoa hậu, sản xuất đại trà, hoa hậu như rươi, chất lượng báo động. Theo thống kê, vào năm 2022, có đến 22 cuộc thi hoa hậu khắp nơi tại Việt Nam. Đây là hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý. Mỗi năm có quá nhiều cuộc thi hoa hậu được công bố, khiến không ít người than phiền. Họ không nhớ nổi tên của các cuộc thi hoa hậu, thậm chí là tên của những người đẹp đã từng đăng quang. Thi hoa hậu là nhu cầu của nhiều người. Đầu tiên là của người đẹp muốn mình có danh hiệu. Tuy nhiên, khi người đẹp giành được danh hiệu thì không phải ai cũng xứng đáng với danh hiệu ấy. Có người thì nhờ danh hiệu này để nhảy vào ngành công nghiệp giải trí. Có người nhờ danh hiệu này để lấy đại gia. Cũng có người nhờ danh hiệu này để mà bán cái ngàn vàng với giá rất cao. Trong đó cũng có những nàng hoa hậu sau khi lấy danh hiệu thì vẫn sống cuộc đời bình thường như trước khi đoạt giải. Những người như thế rất ít, họ không sống bám vào danh hiệu có được. Loạn thì hoa hậu và sự biến tướng. Trong xã hội Việt Nam không có gì là không thể mua bán. Những gì không thể mua bán được bằng tiền thì có thể mua bán được bằng rất nhiều tiền. Từ ngành công an cho đến ngành tòa án, từ quân đội cho đến công an, từ y tế cho tới giáo dục. Nơi đầu cũng có những cuộc ngã giá để bóp méo sự trung thực. Và tất nhiên trong các cuộc thi sắc đẹp cũng tương tự như thế, đồng tiền cũng điều khiển nơi đây. Việc một người phụ nữ đạt danh hiệu hoa hậu sẽ cho họ cơ hội đổi đời. Vì vậy, không ít cuộc thi hoa hậu, ban tổ chức làm tiền với thí sinh, nghĩa là họ mua bán danh hiệu. Cũng vì mua bán danh hiệu dễ dàng mà những cuộc thi hoa hậu nở rộ khắp nơi. Người ta tổ chức ra các cuộc thi với mục đích là kiếm tiền từ những cuộc ngã giá phía sau hậu trường. Tháng 6 năm 2022, một á hậu cuộc thi hoa hậu quý bà Việt Nam toàn cầu năm 2022 tố cáo ban tổ chức cuộc thi này mua bán giải. Và năm 2020 có hoa hậu tố ban tổ chức giải hoa hậu doanh nhân xuất sắc đẹp Việt Nam 2020 mua bán giải. Hoa hậu này nói riêng cá nhân bà tốn đến 800 triệu đồng cho ngôi vị hoa hậu. Đấy là những cuộc thi sắc đẹp của các quý bà là doanh nhân. Những người này không thiếu tiền, họ chỉ thiếu một danh hiệu để khẳng định bản thân. Vì vậy họ đã bỏ tiền ra để mua. Tuy nhiên, trong quá trình mua bán danh hiệu sau cánh gà thì ban tổ chức lại dở trò, hoặc là vòi thêm tiền của người mua, hoặc lấy tiền mà bán danh hiệu không như thỏa thuận. Chỉ khi hai bên bất đồng chuyện mua bán thì câu chuyện đấy mới đổ vỡ ra cho công chúng cùng biết. Một nàng tân hoa hậu thiếu nét tâm hồn. Mục đích của quốc ban tổ chức cuộc thi hoa hậu thì chẳng khác gì nhau là mấy. Với những thí sinh có tiền thì ban tổ chức bán giải bằng tiền. Với thí sinh không có tiền thì họ cũng có những cách mua bán giải khác, nhưng là đó là chuyện ai cũng muốn giấu, không muốn nói ra. Vì sản phẩm này dễ mua nên chất lượng của các nàng hoa hậu thì ôi thôi, làm cho xã hội thất vọng. Có nhiều cô chỉ đặt tiêu chuẩn về sắc đẹp hình thể, còn phần trí tuệ và phần nhân cách lại không đẹp. Được giải không thông qua cạnh tranh công bằng thì khó mà có được chất lượng tốt cho được. Có danh hiệu thì giá bán cũng cao ngất. Mới đây, cộng đồng mạng đã xôn xao về một cô hoa hậu trẻ, chỉ mới 21 tuổi, ngay sau khi đoạt được danh hiệu, đã vội vàng có phát biểu dìm hàng các bạn trẻ cùng trang lứa. Về ngoại hình thì cô ta đẹp thật, nhưng về tâm hồn thì rõ ràng là không đẹp. Thời loạn hoa hậu thì chất lượng hoa hậu cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu là bạn trẻ có nhan sắc và tự tin và năng lực thì không cần phải bấu víu vào danh hiệu này. Đã là đẹp cả nhan sắc lẫn tâm hồn thì trước sau gì cũng được xã hội thừa nhận. Cũng có hậu đoạt danh hiệu xong thì vẫn sống bình dị như khi chưa thi. Những nàng hoa hậu này quả là đáng trân trọng. Tuy nhiên con số này luôn ít hơn số hậu nhờ danh hiệu để bán dâm ngàn đô để tìm chồng đại gia. Những nàng hoa hậu này làm sao có được nét đẹp tâm hồn xứng với danh hiệu cho được. Lĩnh vực văn hóa dưới bàn tay cai trị của Đảng Cộng sản thì bị bóp méo đến như thế, không thể khác được.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Công nghiệp Hoa hậu sản xuất đại trà, Hoa hậu như rơi, chất lượng báo động. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de